Chiều 13 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiệu, 27 tuổi, trú tại thôn Sau, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc về tội giết người. Thiệu là đối tượng sát hại vợ rồi lẩn trốn tại Hà Nội. Trước đó do nhiều lần nảy sinh mâu thuẫn nên cách đây khoảng một tháng, vợ Thiệu là chị HTD 27 tuổi ở xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương bày tỏ ý định ly hôn nên đã bỏ về nhà mẹ đẻ sinh sống. Sau nhiều lần yêu cầu vợ trở về nhà không được chấp nhận, vào tối 12 tháng 10, Thiệu mang theo dao nhọn tới khu vực đường tỉnh lộ 309 thuộc địa phận thôn Bộ Yên, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đứng chờ. Khi gặp vợ, Thiệu tiếp tục truy hỏi có về nhà không và tiếp tục bị từ chối. Tức giận, Thiệu dùng dao nhọn đâm vào bả vai của chị D. Thấy vợ chảy nhiều máu, Thiệu điều khiển xe máy đưa vợ tới trung tâm y tế huyện Tam Dương cấp cứu, bỏ lại xe máy của chị D ở ven đường tỉnh lộ. Sau đó, đối tượng này đã bỏ trốn xuống huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm, bắt được Thiệu khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Hà Nội. Được biết, Thiệu và chị D kết hôn từ năm 2017 nhưng chưa có con chung. Nguyễn Văn Thiệu từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy năm 2015. Ngày 13 tháng 10, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khi tài xế taxi mở cửa đột ngột khiến một người phụ nữ đang đi xe máy đâm phải và ngã xuống đường đúng lúc xe ô tô khác đang đi tới. Sự việc diễn ra vào hơn 10 giờ ngày 13 tháng 10 khi một chiếc xe taxi dừng trước hẻm cạnh số 426 đường Trương Công Định, thành phố Vũng Tàu để cho khách xuống xe. Lúc này tài xế taxi bất ngờ mở cửa ghế lái. Đúng lúc người phụ nữ điều khiển xe máy đi từ phía sau đến nên đã không kịp phản ứng và tông trúng cánh cửa, ngã xuống đường. Cùng lúc đó, một chiếc ô tô 4 chỗ chạy ngược chiều đã không kịp phanh và cuốn nạn nhân vào gầm xe, kéo lê khoảng hơn 5 mét trên mặt đường. Nạn nhân sau đó đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Vũng Tàu trong tình trạng nguy kịch, nhưng bệnh viện cho biết nạn nhân đã ngưng tim, ngưng thở, mọi nỗ lực hồi sức cấp cứu không mang lại hiệu quả. Vụ việc đang được Công an thành phố Vũng Tàu điều tra làm rõ. Giới chức Brazil cho biết nước này vừa ghi nhận 6 trường hợp bệnh nhân nhiễm virus HIV sau khi được cấy ghép tạng do dịch vụ cấy ghép tạng Rio de Janeiro tiến hành. Đây là lần đầu tiên một sự việc như vậy xảy ra tại Brazil. Theo cơ quan chức năng, các trường hợp trên đã được cấy ghép tạng của hai người hiến tặng nhiễm virus HIV. Vụ bê bối được phát hiện sau khi một bệnh nhân ghép tim phàn nàn về vấn đề sức khỏe và có kết quả dương tính với virus HIV. Hai bệnh nhân ghép thận cũng đã cho kết quả tương tự. Hiện phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm tiến hành các xét nghiệm liên quan đến công tác hiến ghép bộ phận cơ thể đã bị đình chỉ hoạt động sau sự cố trên. Cơ quan y tế đang tiến hành xét nghiệm đối với các bệnh nhân từng thực hiện phẫu thuật cấy ghép để xác định nguy cơ mắc bệnh, trong khi toàn bộ các bộ phận hiến tặng được lưu trữ từ tháng 12 năm 2023 tới thời điểm dịch vụ cấy ghép Rio de Janeiro bắt đầu thuê phòng thí nghiệm nói trên cũng sẽ được kiểm tra. Dịch vụ cấy ghép tạng ở Rio de Janeiro đi vào hoạt động từ năm 2006 đã giúp hơn 16.000 người nhận được các bộ phận hiến tặng. Lực lượng công an đã tiến hành điều tra phát hiện hai đối tượng ở Kiên Giang đã nổ súng hăm dọa đánh chủ nhà vì mâu thuẫn cá nhân. Ngày 13 tháng 10, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đơn vị vừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng về tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, gồm Mai Văn Tác, 30 tuổi, ngụ tại xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, và Võ Duy Thơ, 29 tuổi, ngụ tại xã Thới Quản, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Theo kết quả điều tra, khoảng cuối tháng 7, trước nhà anh LTN ngụ ở huyện Châu Thành có xảy ra vụ nổ súng, lực lượng công an đã tiến hành điều tra phát hiện đối tượng Tác có mâu thuẫn cá nhân nên đã lấy súng tới trước nhà anh N nổ súng và hăm dọa sẽ đánh anh N. Khi Tác sử dụng súng để đe dọa anh N thì bị phát hiện và bị bắt. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành đã thu giữ súng đạn của Tác, bàn giao vụ việc cho cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra. Tại cơ quan công an, Tác khai nhận là người trực tiếp mua khẩu súng đạn từ một người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch và giao cho người bạn là Võ Duy Thơ cất giữ hộ. Hiện công an tỉnh Kiên Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.
Sáng 13 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức lễ truy tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Văn Thi, người đã có hành động dũng cảm, hy sinh tính mạng khi thực hiện cứu nạn cứu hộ và chống lụt trong cơn bão số 3. Buổi lễ được tổ chức tại nhà riêng của gia đình ông Nguyễn Văn Thi ở tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Tại buổi lễ, Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái đã công bố quyết định số 1150/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc truy tặng bằng khen cho ông Nguyễn Văn Thi ở tổ dân phố số 5, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Trước đó, vào ngày 10 tháng 9 năm 2024, ông Thi đã có hành động dũng cảm, hy sinh tính mạng trong thực hiện cứu nạn cứu hộ và chống lụt trong cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện gia đình ông Nguyễn Văn Thi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn cũng trân trọng cảm ơn câu lạc bộ thể thao nước Hồ Thác Bà, nơi ông Nguyễn Văn Thi sinh hoạt, với tinh thần và trách nhiệm của mình đã không quản khó khăn nguy hiểm cùng cấp ủy chính quyền địa phương hỗ trợ người dân trong phòng chống khắc phục hậu quả cơn bão Yagi vừa qua. Đại diện gia đình bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, vợ ông Nguyễn Văn Thi đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cấp các ngành, các cơ quan đoàn thể, nhà hảo tâm đã luôn quan tâm thăm hỏi, động viên gia đình trong lúc khó khăn. Đặc biệt, lễ truy tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Văn Thi là sự động viên an ủi, khích lệ to lớn để gia đình vượt qua nỗi mất mát lớn lao, ổn định cuộc sống. Một đối tượng đã từ Lạng Sơn đến Phú Quốc lợi dụng tư cách pháp nhân của một công ty để thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, rồi thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt 5 tỷ đồng của nhiều cá nhân. Ngày 13 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hoàn, 36 tuổi, ngụ ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thành phố Phú Quốc. Theo kết quả điều tra, đối tượng Hoàn đã có hành vi gian dối thông qua việc lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Kim Long làm dịch vụ xin chủ trương đầu tư các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án là thửa đất có diện tích trên 50.000 m² tại ấp 4, xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Qua đó, đối tượng Hoàn đã chiếm đoạt 5 tỷ đồng của nhiều cá nhân để tiêu xài. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Ngày 13 tháng 10, đồn biên phòng Sơn Trà, bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm, giải cứu thành công hai nữ du khách đi lạc trên bán đảo Sơn Trà trong đêm. Trước đó, vào 20 giờ ngày 12 tháng 10, trực ban đồn biên phòng Sơn Trà nhận tin báo hai nữ du khách đi lạc tại khu vực Gành Bàng thuộc bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Đồn biên phòng Sơn Trà lập tức chỉ đạo cán bộ chiến sĩ trạm kiểm soát biên phòng Bãi Bắc phối hợp với các cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an phường cùng các phương tiện tổ chức tìm kiếm du khách. Lúc này thời tiết tại khu vực Sơn Trà có mưa, địa hình dốc trơn trượt, công tác tìm kiếm cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Tới 21 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai nữ du khách, đưa đến vị trí an toàn. Hai nữ du khách là HTH và CTT, 23 tuổi, trú tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, cho biết đến khu vực trên để tham quan check-in nhưng vì say sưa chụp hình nên khi ra về thì trời tối, không quen địa hình nên đi lạc. Khu vực bán đảo Sơn Trà có địa hình phức tạp và dù chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm để du khách biết nhưng thời gian qua nhiều người vẫn bất chấp tổ chức phượt tại đây và từng có nhiều trường hợp gặp nạn. Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá ổ ma túy tại một quán karaoke chỉ phục vụ người Việt Nam ở tỉnh Nonthaburi của Thái Lan, trong đó đã bắt giữ 3 nhân viên người Việt Nam. Khoảng 1 giờ ngày 12 tháng 10, cảnh sát đã đột kích quán karaoke ở chợ Bua Thong 3, huyện Bang Bua Thong, tỉnh Nonthaburi, miền Trung Thái Lan, bắt giữ 3 người Việt Nam đang phục vụ ma túy cho một số khách hàng gồm HTB 28 tuổi, HDA 35 tuổi và NHL 31 tuổi. Trước đó, cảnh sát huyện Bang Bua Thong đã nhận được thông tin nghi quán karaoke buôn bán ma túy trái phép do người nước ngoài điều hành. Trong quá trình khám xét, cảnh sát tìm thấy một khẩu súng lục cùng 3 viên đạn, nhiều gói chứa thuốc lắc và ketamin. Cảnh sát địa phương phải tìm một phiên dịch viên để hỗ trợ quá trình thẩm vấn các nghi phạm. Trong quá trình thẩm vấn, các nghi phạm khai nhận quán karaoke này do một người Thái Lan làm chủ.
Các nghi phạm chỉ là người trông coi quán và được trả 15.000 bạt một tháng, tức khoảng 452 đô la Mỹ mỗi người. Ba nghi phạm ban đầu bị buộc tội tàng trữ ma túy với mục đích buôn bán tàng trữ vũ khí trái phép, nhập cảnh trái phép và làm việc không có giấy phép. Tất cả đều bị cảnh sát giam giữ để xử lý theo pháp luật Thái Lan. Các nhà điều tra cho biết họ sẽ đóng cửa quán bar và triệu tập chủ quán người Thái Lan để thẩm vấn.